Thưa Quang, xin chào lại tất cả mọi người nha. Thì Quang cũng chia sẻ cái quan điểm của Thưa Quang với mọi người đúng không? Cái rõ ràng là gì? Nghe người Việt của chúng ta đó, người Việt của chúng ta đó là cái tố chất, cái tố chất thì nó rất là cần cù và sáng tạo. Bởi vì là dù ở sinh sống ở cái môi trường hay một cái đất nước nào cũng vậy, thì cái tố chất đó nó luôn được phát huy. Nhưng mà mình nói là tức là mọi người cũng đa phần đúng không? Đa phần họ cũng có cái cảm giác là nhớ nhớ cái gì đó, cái hình ảnh quê nhà. Cái hình ảnh quê nhà. Chị chắc những người mà sinh trưởng tại Mỹ, lớn lên tại Mỹ thì có thể họ ít tiếp xúc thì họ không biết thôi, họ không hình dung được thôi. Đúng mà, còn những người mà đã từng đi đi về về Việt Nam hay là đi đã từng sinh sống ở Việt Nam thì có thể họ biết được đó, nó mai một dần đúng không mọi người? Thì thế này, thì trong quá trình trao đổi thì Thơ Quang sẽ chạy vẫn chạy những cái clip đó cho mọi người cùng xem, nhưng mà để chế độ im lặng ha, để chúng ta có thể là chia sẻ hoặc trao trao đổi gì đó với nhau. Thì mọi người cũng biết rồi. Mọi người cũng biết rồi thì các tổ chức phản động, tổ chức thù địch đó, đặc biệt là cái những cái thành phần lưu vong như tổ chức Việt Tân thì mấy bữa trước nó ồn ào đúng thời xưa ta bám cái càng toàn ten đu bám sang bên kia bầu trời, thời nay có càng càng ta đu cánh cánh cửa ta thời ngoắt đuôi. Ồn ào về ba cái gọi là cái giải thưởng nhân quyền với va với vẫn gì của bọn nó mà ha, những thành phần lưu vong á thì cũng tức cười, nói cho mình cái hình quá tức cười. Thân phận thì là cái gì, là thể loại gì mà đòi trao cái giải này trao cái giải kia cho một ai đó, nghe rất là tức cười, nghe rất là tức cười. Trò hề gọi là giải thưởng nhân quyền gì của cái đám lưu vong tổ chức Việt Tân gì đó, phải không? Cái đám lưu vong tổ chức gì đó làm bay ba cái trò vớ va vớ vẩn, nó không giống ai, mang cái tính lừa dân. Mà cụ thể cái giải nó như thế nào thì Thơ Quang cũng mới xem được một bài viết, nó ngắn thôi, nội dung nó ngắn ngõ thôi mà nó nói lên tất cả. Bạn Thơ Quang thấy cũng tức cười, giống như họ họ hô hào họ làm cho dữ vô, rồi cuối cùng khi họ công bố cái giải đó ra thì lại là chính họ là coi như là tát vào mặt họ, tát vào cái bản họp mặt họ, là họ cho rằng là nhân quyền nhân quyết gì ở đây. Thì hôm nay thì vì liên quan tới cái điều này, Thơ Quang xin phá lệ một lần. Tức là trong đây nó có liên quan cái yếu tố tôn giáo chút xíu, mà cụ thể là liên quan tới bên Thiên Chúa giáo luôn, là đạo của Thơ Quang đó. Nhưng thì như Thơ Quang nói, hôm nay Thơ Quang xin phá lại một lần, là một lần duy nhất là của ngày hôm nay, để đề cập về vấn đề này để cho mọi người biết, cho mọi người nắm lên nắm thêm rõ vấn đề là thực chất là có những cá nhân họ lợi dụng tôn giáo như thế nào, rồi được sự hà hơi tiếp sức của những thế lực thù địch, những tổ chức khủng bố chống phá ở bên ngoài ra sao. Tức là khi bên kia họ công bố kết quả đó, kết quả là giải thưởng nhân quyền gì đó, thì với tên những cá nhân cụ thể thì Thơ Quang đưa ra cho mọi người nắm. Tức là cái bài viết này Thơ Quang xin trích trên một cái trang của trang sao vàng 47, với của ngồi tác giả là LDA, viết tắt LDA. Thì tác giả này Thơ Quang thấy quen lắm, tức là bên cái trang Thơ Quang thường hay copy bài về Thơ Quang đăng á, bên trang của Đàm Tuấn á, thì Thơ Quang copy. Thì Thơ Quang xin chia sẻ thế này mọi người, ngắn gọn thôi ha, cái bài này ngắn lắm nhưng mà nó nói lên oan ức của linh mục Đặng Hữu Nam. Phải nói rằng trong số các tổ chức hải ngoại, Việt Tân là tổ chức bóc gái đồng đội số 1. Hết vụ công khai ủng hộ ứng viên đại biểu Quốc hội Lương Thế Huy khiến anh này tạch khỏi cuộc bầu cử hồi tháng 6,
giờ lại trao tặng giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng. Giải thưởng do tổ chức này sáng lập năm 2018, tức là tổ chức Việt Tân họ sáng sáng lập ra cái giải nhân quyền gì đó, và họ lấy cái tên là của Lê Đình Lượng, năm 2018 nha. Đó, tôi sẽ quan tóm tắt sơ lại cho mọi người hiểu. Hết vụ công khai ủng hộ ứng viên đại biểu Quốc hội Lương Thế Huy khiến anh này tạch khỏi cuộc bầu cử hồi tháng 6, giờ lại trao tặng giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng. Giải thưởng do tổ chức này sáng lập năm 2018 cho Linh Mục Đặng Hữu Nam. Trong khi đó, tức là chúng ta có hiểu là cái giải này là vừa rồi thì Việt Tân trao cho Linh Mục Đặng Hữu Nam. Trao trao cái giải đó cho Đặng Hữu Nam. Trong khi đó, khi vác loa chạy khắp từ Nghệ An ra Hà Tĩnh, Đặng Hữu Nam luôn khẳng định mình là người con của Chúa, hoạt động vì giáo dân chứ không liên quan gì đến tổ chức phản động gì cả. Phụng mệnh của Chúa để đem lại cuộc sống bình an cho giáo dân, không để giáo dân phải ăn cá nhiễm hóa chất. Tất cả mọi mối liên hệ với Việt Tân là do chính phủ Cộng sản đặt điều mà thôi. Vậy mà đùng một cái Việt Tân lại ấn vào tay Linh Mục Nam giải thưởng nhân quyền. Thế thì khác quái gì lại ông tôi ở bụi này. Mọi người nắm vấn đề rồi đúng không ạ? Mọi người nắm vấn đề đúng không ạ? Tức là về cá nhân Linh Mục Đặng Hữu Nam thì mọi người chắc cũng biết rồi đúng không? Cũng biết rồi đúng không? Và rõ ràng trong đây tác giả có khái quát sơ lại là tức là trong cái công việc mà ông ta làm những cái việc mà chống phá mà lợi dụng tôn giáo đó, thì ông ta vác loa chạy, chúng ta có thể hiểu là đi từ Nghệ An ra Hà Tĩnh, và ông ta luôn khẳng định là mình hoạt động cho tôn giáo thôi chứ không có liên quan gì tới chính trị chính em. Và những cái chuyện mà ở trong đất nước mà khi mà đề cập ông ta có liên hệ với tổ chức Việt Tân á, thì ông ta cho rằng đó là do chính quyền là vu khống đặt điều cho ông ta, chứ ông ta khẳng định là ông ta không có liên quan gì hết. Thì đùng một cái thì ngày hôm nay thì tổ chức Việt Tân tại lại làm trao cái giải thưởng nhân quyền, trao cái giải thưởng nhân quyền mang tên Lê Đình Lượng cho ông Đặng Hữu Nam. Thì cái hành động đó, cái câu chuyện đó rõ ràng là đã coi như là cái tát vào mặt đúng không? Tát vào mặt thứ nhất, tát vào mặt cái tổ chức Việt Tân. Cái thứ hai là cũng là một cái hành động làm vạch mặt về Linh Mục Đặng Hữu Nam và cha Nam đó đã có vấn đề, nó không đúng khi mà lợi dụng câu chuyện tôn giáo vào cái mục đích chính trị và làm con cờ chính trị cho những cái thế lực khó đó. Đó là cái câu chuyện, đó là nó là làm rõ chính Việt Tân đã tự tự vạch áo cho người xem lưng, tự vạch áo cho người xem lưng và tự khẳng định là giữa tổ chức Việt Tân và Linh Mục Đặng Hữu Nam có sự liên kết với nhau, có sự qua lại với nhau. Và cái hành động đó nó tức cười, nó giống như cái câu chuyện cái clip hồi nãy mọi người thấy không, cái clip thôi, mọi người nhìn xem lại, tự đâu đâu nó phóng ra lao đầu cắm đầu vô đó kẹt cho đó, tự đâu à, đâu ai làm gì đâu, rõ không, đâu ai nói gì đâu, tự mình phóng ra cắm đầu lao đầu vào đó rồi đó, rồi đâu đó một hai như Kiên Giang là tự nhận, tôi tự nhận luôn. Mọi người thấy câu chuyện nó giống nhau không? Rồi tự nhận luôn, tự nhận mình luôn là cái thành phần gì đó qua cái hình ảnh của cái con bò mà nó kẹt vô cánh cửa đó, thấy tức cười không mọi người? Đó. Vậy mà đùng một cái Việt Tân lại ấn vào tay Linh Mục Nam giải thưởng nhân quyền. Thế thì khác quái gì lại ông tôi ở buổi này, hoàn toàn chính xác.
À, hoàn toàn chính xác. Đó. Cái câu chuyện nó hoàn toàn chính xác, mọi người thấy tức cười không? Thì ở đây là thầy Quang nói thêm đây, hôm nay thì vì vấn đề này nó quá lố rồi, nó quá đà rồi. Tức là họ họ làm quá rồi. Thì như thầy Quang nói, thầy Quang xin phá lệ một lần ngày hôm nay để nói về nhân vật Đặng Vũ Nam này. Như thầy Quang cũng từng chia sẻ với mọi người rất là nhiều lần, nói về dân quyền á, nói về dân chủ nhân quyền á, thì ở Việt Nam ta có thừa, đúng không? Việt Nam chúng ta là có thừa cái sự đó. Thì bây giờ rõ ràng rồi đó anh Trường Giang, tức là lúc trước đúng không, lúc trước thì chối là không liên quan gì tới tổ chức Việt Tân hết, không liên quan tới người này người kia, nhưng mà rõ ràng bây giờ cái hành động đó thì đã chứng minh tất cả rồi. Và cũng để là gì, để người dân đặc biệt là những người giống như là cá nhân thơ quan đi rồi cũng nhìn ra đó, đó là sự thật, đó là sự thật. Thì cá nhân cha Nam thì không thể nào mà nào phủ nhận được cái vấn đề là có liên quan liên kết tới tổ chức Việt Tân, đúng không? Ví dụ như trước đây đi thì nó chưa có câu chuyện này thì người dân đâu đó chắc chắn đâu đó người dân sẽ bị mù mờ về cái khái niệm và cái câu chuyện, đúng không? Thì rõ ràng mà khi cái ông tổ chức Việt Tân công bố như vậy thì càng chứng minh rõ cho người dân thấy thêm sự thật là nó nằm ở đâu, sự thật nó nằm ở đâu và thế nào. Cho nên là anh Trường Giang cũng thấy, tức là em đã nói rồi, cái tiêu chí của em làm ở diễn đàn là trước giờ là riêng vấn đề tôn giáo là em không có động chạm tới, nhưng mà hôm nay em buộc em phải phá lệ để em nói, em cất lên tiếng nói của mình. Cá nhân em cũng vậy, là một giáo dân đúng không, là một người theo đạo Thiên Chúa, nhưng em cũng không có ủng hộ cái câu chuyện mà tôn giáo nó can thiệp vào chính trị, em không ủng hộ chuyện đó, chuyện nào ra chuyện đó. Và em tin rằng nói chung là từ những cái cuộc sống em từ nhỏ tới lớn đã va chạm, đã qua các nhà thờ đi học giáo lý thế này thế nọ là nhiều nhiều nơi, nhưng mà chưa có nhà thờ nào khi em tiếp xúc qua mà họ phải dạy giáo dân là phải liên quan tới chính trị cả. Cho nên là những câu chuyện như thế này thì đối với cá nhân em thấy thì nó cũng lạ và nó hơi bất ngờ. Từ bé tới lớn thì đi nhiều gặp nhiều, nhưng mà chưa chưa bao giờ mà nghe mà cha hay là cha giảng hay là cha hướng dẫn hay cha định hướng vào người dân vào cái câu chuyện chính trị cả. Thì em không biết khu vực ngoài kia như thế nào, khu vực ngoài đó như thế nào, chứ trong mình sinh sống trong thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ tới lớn mình biết, mình gặp nhiều rồi, mình chưa nghe. Cá nhân thơ quan thì chưa nghe cái chuyện đó. Còn và riêng về thuần về đạo thì thật sự thì nó quan cũng vậy, nó quan không có ủng hộ, không có đồng tình, nó thẳng luôn là không có đồng tình tôn giáo mà liên quan nó dính dáng tới chính trị, hoàn toàn không đồng tình. Tức là khi thủ tướng Phạm Minh Chính đi đi chuyến công du về, chưa thủ tướng Phạm Chính có nói là à đây rồi. Đây, thầy Quang xin đọc cho mọi người cùng nghe. Như thầy Quang nói đúng không? Thầy Quang xin chia sẻ với mọi người là mà Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu: nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc. Đúng không ạ? Mỹ thiệt bà Dân Ba Tư. Mỹ thiệt á. Cái chợ bên Mỹ đó. Tức là này của cái kênh gì sao quan quên rồi, lát nữa quan nó lại thơ quên cuộc sống rôi ra hay lắm, hồi nãy thơ quan có chiếu đầu like đó, chạy này bên Mỹ nha chứ không phải Việt Nam nha. Rồi thơ quan xin chia sẻ với mọi người bài viết này, rồi lát nữa chúng ta sẽ xem lại cái clip này ha. Thủ tướng: nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc. Phát biểu tại phiên toàn thể diễn đàn cấp cao về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ:
Nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, cuộc sống bình yên. Phát biểu tại phiên toàn thể diễn đoàn cấp cao về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc thích ứng và phát triển của mỗi quốc gia dưới tác động của đại dịch COVID-19 trong kỷ nguyên số, con người là yếu tố quan trọng nhất. Thủ tướng khẳng định, nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an dân. Đó là điều quan trọng nhất, là phát huy tối đa yếu tố con người, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không hy sinh an sinh xã hội, môi trường, tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Cùng dự và chủ trì diễn đàn có các ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng hơn 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về công nghiệp 4.0 với chủ đề Phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, bền vững thời kỳ hậu COVID-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và cung cấp luận cứ cho xây dựng mô hình chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời là hoạt động thiết thực phục vụ hoạch định chiến lược và chính sách phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn hậu COVID-19 theo kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thảo luận tại đây, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng xoay quanh nội dung phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội bền vững gắn với phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam và về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thực tiễn 35 năm qua tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần phải tập trung giải quyết. Yêu cầu cấp bách đặt ra là phải xác định rõ triết lý phát triển, mô hình và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển mới của giai đoạn 2021 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, với chính phủ số, lãnh đạo các cấp chính quyền phải chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển. Chỉ đạo và ban hành quyết sách dựa trên những phân tích về dữ liệu có tầm nhìn chiến lược, khả năng dự báo tình huống và dự liệu được các kịch bản để hành động phù hợp. Chuyển đổi số không thể là một khẩu hiệu, càng không thể làm theo phong trào. Nó đòi hỏi đổi mới tư duy đi kèm với quyết tâm hành động. Đó. Thì thực ra cái bài viết này nó rất là dài mọi người, nó rất là dài. Thì thượng quan chỉ tóm tắt cái khái quát cái ban đầu cho mọi người để thấy. Chúng ta giống như thượng quan nói, chúng ta là những người dân đúng không ạ? Thì những cái chuyện gì nó liên quan tới cái tầm vĩ mô quá thì thật sự là chúng ta cũng khó tiếp thu, khó hiểu được. Chị hiểu nôm na ngắn gọn thế này, với cái cương vị người dân là Thủ tướng Phạm Minh Chính rất là thực tế, rất là thực tế và cơ bản. Đó là gì? Bây giờ thì cứ khẩu hiệu là tiến lên thế này, tiến lên thế kia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gì đó, mà bây giờ với cái dịch Covid-19 hoành hành như thế này, nếu người dân gọi là thiếu ăn hay thiếu này thiếu kia đi, thì làm gì mà còn có dân để tồn tại, để mà phát triển, đúng không ạ? Mà dân có yên tâm hay không, người dân có yên tâm hay không? Cho nên cái quyền cơ bản nhất đối với chính phủ là gì? Lo cho người dân ấm no trước, đúng không? Lo cho người dân ấm no, cái đời sống xã hội nó bình yên, không chạy theo những cái gọi là cái tăng trưởng. Quan trọng nhất là cái sức khỏe người dân, cái sinh mạng người dân,
Thì đó là những cái nhân quyền cơ bản của người dân đúng không mọi người? Chứ bây giờ mà vì thế này, vì kinh tế thế này, kinh tế thế kia mà phớt lờ dịch bệnh thì làm sao bảo đảm được cho cái cuộc sống nó ổn định cho người dân được, đúng không mọi người? Đó thì về vấn đề đó thì Thơ Quang rất rất là đồng tình. Chúng ta như Thơ Quang nói, chúng ta chỉ biết sơ nắm sơ về vấn đề là cái góc nhìn của người dân như vậy thôi, còn rõ ràng là ở cấp trên thì họ có những kế hoạch, họ có những cái chiến lược rất là cụ thể, và những cái ban, những cái hệ thống chính trị hay những cái viện viện nghiên cứu gì đó, họ đã cùng ngồi lại, họ bàn thảo với nhau đưa ra cái chính sách cho nó phù hợp. Thì bởi Thơ Quang nói, như Thơ Quang nói, ở Việt Nam đúng không, ở Việt Nam nhân quyền nó có thừa, nhân quyền dân chủ nó có thừa, cho nên mọi cái luận điệu mà gọi là ban bố những giải thưởng gì đó, nhân quyền gì đó của các thế lực thù địch đó, chẳng là những cái trò hề, những trò rẻ tiền lừa mị người dân nhằm kích động xúi giục người dân làm ba cái chuyện tầm bậy thôi. Như Việt Nam đó, họ đâu có cần, dân Việt Nam họ đâu có cần ba cái đó, đúng không? Mọi người công nhận với Thơ Quang đó? Thì Thơ Quang có nói hôm nay là chủ yếu là làm vậy để Thơ Quang cũng đưa ra hai cái vấn đề đó, mà cái quan trọng nhất là Thơ Quang đưa ra cái vấn đề của cha Nam, đúng không? Cha Nam, một người cha của giáo xứ bên tôn giáo, thì không nên can thiệp vào chính trị, không nên. Cá nhân Thơ Quang cũng hoàn toàn phản đối cái điều đó, hoàn toàn phản đối. Và chính vì cái tổ chức Việt Tân nó làm cái ồn ào lên, và nó ban ra cái giải thưởng này, nó lập ra cái giải thưởng kia, và nó gọi là nó công bố, nó trao giải thưởng đó cho Nam, thì nó càng càng nói lên, càng nói lên cho người dân gọi là theo công giáo, trong đó có Thơ Quang, thấy được rằng cái bộ mặt, cái bản chất của cái những cái tổ chức phản động nó như thế nào. Và một lần nữa thì cá nhân Thơ Quang cực lực phản đối, cực lực phản đối Linh Mục Đặng Ngũ Nam can thiệp vào chính trị và làm những công việc nó liên quan tới chính trị nha. Đó, và Thơ Quang cũng nói là Thơ Quang chỉ phá lệ đưa điều đó ra một lần trong cái buổi live ngày hôm nay thôi, để đưa ra nó cái quan điểm cá nhân của Thơ Quang, bởi vì dù gì Thơ Quang cũng là một người theo đạo Thiên Chúa, đạo Công Chúa. Thơ Quang không muốn cái câu chuyện đó, và cũng không có đồng tình với câu chuyện đó.